Aiko, 10 năm chặng đường vinh quang. Lịch sử hình thành. Chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 đã đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngành hàng không dân dụng Việt Nam trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của đất nước. Ngày 11 tháng 2 năm 1976, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định 28CP thành lập Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam trực thuộc Hội đồng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng quản lý. Nắm bắt những cơ hội mới, ngành hàng không của Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng khẳng định uy tín trong khu vực. Xí nghiệp bảo dưỡng máy bay A-75, A-76 ra đời để đảm nhận công tác sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Bên ngành kỹ thuật ấy, là phân cho A-75 là cái cơ sở chính của máy bay An-24, An-26. Thế còn A-76 ngoài Nội Bài là IL-18 và TU-134, F-40. Và trong cái thời kỳ này thì là A-75 có thể hầu hết là làm chủ được cái máy bay. Máy bay là ban ngày bay, và nếu mà có những cái hỏng hóc mà người ta vẫn chấp nhận, nhưng mà cuối ngày bay là bắt buộc phải khắc phục mọi hỏng hóc, thì A-75 là đảm nhiệm được cái nhiệm vụ là bảo trì máy bay luôn luôn ở cái trạng thái tốt. Cho đến những năm 90 của thế kỷ trước, khi Việt Nam Airlines chuyển sang khai thác máy bay tư bản thì A-75, A-76 cũng đã từng bước vượt qua những khó khăn và nhanh chóng tiếp cận với các tiêu chuẩn công nghệ hiện đại, làm chủ công tác kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa máy bay của Việt Nam Airlines. Nói thêm là cách đây hơn 30 năm, từ những thập kỷ 80, khi mà hai xí nghiệp A-75, A-76 còn trực thuộc Cục Kỹ thuật thuộc Tổng cục Hàng không Việt Nam, thì đã có dự án là sát nhập hai đơn vị này thành một liên hiệp xí nghiệp lấy tên là A-756. Thế tuy nhiên thì cái đề án này không thực hiện được, có nhiều lý do, nhưng mà trong đó có lý do là vấn đề thông tin liên lạc thời đó còn rất là thiếu thốn, cho nên cái việc điều hành tập trung là rất khó khăn. Ngày 28 tháng 9 năm 2006, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ký quyết định 1276QDTTG thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kỹ thuật máy bay, trên cơ sở tổ chức lại các xí nghiệp sửa chữa máy bay A-75, A-76, phòng kỹ thuật thuộc văn phòng khu vực miền Trung và các ban tham mưu về bảo dưỡng kỹ thuật máy bay thuộc Việt Nam Airlines. Qua kết quả khảo sát thì chúng tôi rút ra một vấn đề thế này: ở tất cả những cái công ty hàng không lớn, các cái hãng hàng không lớn thế giới là người ta đều có cái tổ chức, cái đơn vị độc lập để đảm bảo cái việc bảo dưỡng, sửa chữa máy bay. Như thế có nghĩa là Việt Nam Airlines thời đấy muốn mà khai thác và bảo dưỡng được máy bay do phương Tây chế tạo, ví dụ như là Boeing, Airbus, thì bắt buộc chúng ta phải có một cái tổ chức kỹ thuật độc lập để đảm bảo cái việc sửa chữa và bảo dưỡng. Và với những cái hiện có ấy mà để thỏa mãn được cái yêu cầu của các nhà chức trách hàng không, của các nước chế tạo máy bay và của ngay cả của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam ấy, thì bắt buộc đi tính đến cái việc là phải tổ chức lại, thành lập, tập trung các nguồn lực ấy, tập trung lao động lại để thành lập một cái tổ chức độc lập để đảm đương được, để thỏa mãn được cái yêu cầu của các nhà chức trách hàng không, để họ cấp chứng chỉ cho mình thì mình mới bảo dưỡng được. Sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết, cuối năm 2008, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kỹ thuật máy bay, viết tắt là Baico, đã chính thức đi vào hoạt động. Hình thành và phát triển 2009-2018, công cuộc đổi mới phát triển hội nhập quốc tế do Đảng khởi xướng và lãnh đạo
đã mang đến cơ hội lớn cho ngành hàng không Việt Nam. Với tần suất khai thác trên 300 chuyến bay mỗi ngày, hàng năm Vietnam Airlines vận chuyển hàng chục triệu lượt khách trong nước và quốc tế, đưa khách hàng hòa vào mạng đường bay toàn cầu với hơn 850 điểm đến tại 169 quốc gia. Baeco đã đóng góp một phần công lớn trong việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các chuyến bay của Vietnam Airlines. Ngay từ khi đi vào hoạt động, mặc dù còn có nhiều khó khăn, nhưng Vietnam Airlines, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty của Baeco đã xác định mục tiêu xây dựng Baeco trở thành tổ chức bảo dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế, làm tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo. Năm 2009, Baeco được Cục Hàng không Việt Nam cấp chứng chỉ phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng VA-145. Chỉ một năm sau đó, năm 2010, Baeco tiếp tục nhận được chứng chỉ phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng máy bay FA-145 của Cục Hàng không Hoa Kỳ. Qua đó, Baeco đã từng bước khẳng định vị thế của một tổ chức bảo dưỡng máy bay uy tín trong khu vực. Không những đảm nhận công tác bảo dưỡng sửa chữa máy bay cho Vietnam Airlines, mà còn cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy bay cho hơn 40 hãng hàng không nước ngoài tại tất cả các sân bay của Việt Nam. Để thực hiện chiến lược phát triển, Baeco luôn tập trung vào việc xây dựng nguồn nhân lực với đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên kỹ thuật đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có trình độ chuyên môn cao, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Hiện nay, công ty có hơn 1.200 kỹ thuật viên có chứng chỉ CIS, trong đó hàng trăm người có chứng chỉ CIS đối với hai loại máy bay trở lên, có đủ trình độ để đảm đương các vị trí chủ chốt thay thế các chuyên gia nước ngoài. Bên cạnh các hang ga thân hẹp, có khả năng bảo dưỡng các loại máy bay A320, 321, ATR-72. Trong 10 năm qua, Baeco đã phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, một hang ga thân rộng ở Hồ Chí Minh, nhà xưởng 7 tầng ở Nội Bài, đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng các loại máy bay B787, 777, A350, 330. Năm 2017, Baeco đã được nhà chức trách hàng không châu Âu phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng IASA 145 và trở thành một tổ chức bảo dưỡng có uy tín khi được cả nhà chức trách hàng không Mỹ và nhà chức trách hàng không châu Âu phê chuẩn. Ngoài ra, Baeco cũng được hơn 20 nhà chức trách hàng không các nước khác như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc phê chuẩn. Baeco has gone through the rigorous test of meeting high standards of ESA and obtaining the part of 145. This gives the confidence. As a long-term customer, Qatar Airways is very happy and confident in their services. Baeco đã thực hiện hàng nghìn lượt bảo dưỡng cho nhiều loại máy bay, trong đó có hai loại máy bay hiện đại là Airbus A350 và Boeing B787, lần đầu tiên được đồng thời đưa vào khai thác tại Việt Nam. Song song với công tác bảo dưỡng máy bay, Baeco còn cung cấp nhiều dịch vụ chất lượng khác như bảo dưỡng thiết bị máy bay, quản lý kỹ thuật đội bay, bán cho thuê phụ tùng và thiết bị máy bay, dịch vụ kỹ thuật nhận và trả máy bay, huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng các nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa máy bay. Là một doanh nghiệp nằm trong dây chuyền sản xuất chính của Vietnam Airlines, hoạt động kinh doanh của công ty Baeco luôn tăng trưởng ở mức cao, đóng góp một phần không nhỏ trong sự thành công của Vietnam Airlines. Bên cạnh những thành tựu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Baeco đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang màu sắc đặc trưng của một đơn vị kỹ thuật. Tập thể cán bộ, nhân viên công ty luôn thể hiện ý chí quyết tâm, thống nhất và kỷ luật với tiêu chí thành công của công ty là thắng lợi của mỗi cá nhân. Các hoạt động đoàn thể của công đoàn, đoàn thanh niên, ban nữ công luôn quan tâm chăm sóc đời sống người lao động bằng những hành động cụ thể, thiết thực thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tri ân, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong giai đoạn trực thuộc Bộ Quốc phòng, A75, A76 đã có nhiều thành tích, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng nhiều lần tặng thưởng huân chương, bằng khen trong các phong trào thi đua yêu nước.
tiếp nối truyền thống đó. Vaeco với những đóng góp quan trọng đã được các cơ quan nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải tặng nhiều danh hiệu thi đua khen thưởng như Huân chương Lao động hạng nhất, cờ thi đua Chính phủ, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Bộ Giao thông Vận tải. Vaeco cho đến ngày hôm nay đã thành lập và phát triển được 10 năm, thì trong quá trình thành lập, Vaeco đã thừa hưởng được cái cơ sở vật chất, thừa hưởng được cái nguồn nhân lực kỹ thuật do hai xí nghiệp A75-A76 và phòng kỹ thuật bảo dưỡng của văn phòng khu vực miền Trung. Thì hầu hết cái nguồn nhân lực đấy là đã được đào tạo bài bản và cũng trải qua cái môi trường quân đội, do đó là có cái tính kỷ luật cao và có cái tinh thần nhiệt huyết, có lửa trong tim để mà thực hiện cái nhiệm vụ. Đấy là cái rất là quan trọng để cái công ty Vaeco chúng tôi phát triển được đến ngày hôm nay. Hướng đến tương lai, tầm nhìn và sứ mệnh. Trong tương lai, Vaeco tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, tiếp tục khẳng định thương hiệu công ty thông qua chất lượng sản phẩm dịch vụ, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ kỹ thuật máy bay, đảm bảo đủ nguồn lực, tăng doanh thu và phát triển bền vững. Tập trung triển khai phát triển những dự án trọng điểm hang ga số 3, số 4 tại Nội Bài, hang ga tại Đà Nẵng, triển khai chuyển đổi ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin mới MRO IT trong quản lý kỹ thuật bảo dưỡng máy bay, nâng cao năng lực, công suất bảo dưỡng và năng suất lao động, đảm bảo thực hiện tốt bảo dưỡng kỹ thuật cho đội bay của Vietnam Airlines, nâng cao chất lượng bảo dưỡng và dịch vụ chăm sóc khách hàng, chú trọng phát triển khách hàng mới. Hợp tác với các trường đại học, các tổ chức đào tạo trong và ngoài nước để đào tạo kỹ sư máy bay, nhân viên kỹ thuật chuyên ngành theo chuẩn quốc tế. Chú trọng phát triển liên doanh, liên kết với các tổ chức bảo dưỡng có uy tín trên thế giới trong lĩnh vực bảo dưỡng thân cánh và thiết bị máy bay. Nhìn một cách dài hạn thì hình dung Vaeco phải là cái nền tảng chủ lực cho cái việc hình thành cái ngành công nghiệp bảo dưỡng máy bay của riêng Việt Nam và mở rộng ra là khu vực Đông Nam Á. Đây là một cái lĩnh vực về kỹ thuật hàng không cốt yếu để đảm bảo cho cái hoạt động về bay hay là hoạt động về vận tải hàng không, không chỉ cho Vietnam Airlines mà cho các hãng hàng không quốc tịch Việt Nam hay là khu vực Đông Dương hay là mở rộng ra khu vực Đông Nam Á. Và đây cũng là cái ngành mà chúng ta có thể phát huy được trí tuệ của người Việt Nam, không chỉ trong việc nắm bắt cái công nghệ bảo dưỡng mà còn là điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả mà của một cái thị trường tiềm năng đang mở rộng. Vaeco định hướng trở thành một MRO được lựa chọn hàng đầu của các hãng hàng không và phát triển theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Vaeco cũng cam kết mang đến các dịch vụ với chất lượng và tiêu chuẩn an toàn xuất sắc với giá cả cạnh tranh. Bên cạnh việc hoàn thành mọi kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, công ty cũng đặt mục tiêu nâng cao thu nhập, đời sống văn hóa tinh thần của người lao động. An toàn, chất lượng, hiệu quả là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Vaeco. Sự hài lòng, tin tưởng của khách hàng là thước đo đánh giá thành công của Vaeco. Vaeco, perfect for life.